welcome các bạn đã đến với Harry Oracle Room. Và mình là Mr. Harry, người chuyên coi về chủ đề công việc cho channel này. Chào mừng các bạn, hãy chào mừng một tháng 7 tuyệt vời. Các bạn ơi, điều tuyệt vời của tháng 7 này là ngày âm, ngày dương trùng nhau đó các bạn. Chúng ta sẽ có một tháng âm dương lẫn lộn. Nên đây là một tháng của những bạn mà mong muốn cái sự tạp nham, và mong muốn cái sự hỗn độn, hoặc là mong muốn cái sự thay đổi. Thì Mr. Harry sẽ xem cho các bạn chủ đề công việc. Bởi vì quá nhiều sự thay đổi nên Mr. Harry sẽ coi là từ giờ đến cuối năm công việc của các bạn sẽ ra sao. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho channel. Và hãy nếu các bạn thật sự thích, thích tới điên dại, thích tới không biết làm gì và cảm thấy không đẹp đúng với mình quá, mà các bạn muốn bút bài riêng thì Mr. Harry không coi nha các bạn. Các bạn hãy donate và đưa những chủ đề các bạn mong muốn thì bọn mình sẽ xem cho các bạn, coi như là các bạn đã trả phí cho bọn mình. Và cái phần donate này bọn mình sẽ làm những công việc có ý nghĩa cho xã hội, ví dụ như là uống trà sữa và donate cho những cái người lang thang nó vậy đó. Và chúng ta sẽ có ba tụ bài ở đây, cầu vồng nha các bạn, màu tím và trái đất. Chúng ta hãy lựa chọn tụ bài mà các bạn mong muốn nhất, cầu vồng, màu tím và trái đất. Chúng ta sẽ có ba tụ bài màu hồng, cầu vồng, màu tím và trái đất. Rồi, Harry đã đọc lại ba lần, Harry mệt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi tụ bài đầu tiên. Chúng ta sẽ có You Need Not Worry nè, If You Believe nè, A Year From Now nè, Not The Right Time nè. Chúng ta có 8 tiền nè, tiết độ nè, The World nè, và 8 tiền lần nữa. Ok, công việc từ giờ các bạn cuối năm thì phải nói sao ta? No need to worry có nghĩa là các bạn thực sự là không có cần phải worry cái gì hết. Bởi vì các bạn worry thì mọi chuyện nó tốt, nó xấu gì nó cũng phải đến. Từ giờ đến cuối năm thì công việc của các bạn sẽ trải qua một cái gọi là thời gian khá là bận rộn. Các bạn phải làm việc cực kỳ chăm chỉ, bởi vì một lần lá 8 tiền đó là làm việc chăm chỉ rồi, hai lần lá 8 tiền là làm việc rất là chăm chỉ và rất là cực khổ. Nhưng các bạn sẽ được những cái reward, đó là the world. The world là gì? The world là một cái sự hạnh phúc, một cái sự hoàn thiện, có nghĩa là các bạn sẽ hoàn thiện các cái công việc của mình và cho các bạn một cuộc sống thực sự là hạnh phúc. Tiết độ ở đây chúng ta sẽ mở ra một cái không gian mới, một cái môi trường mới, một cái điều mà chúng ta hạnh phúc. Vậy thì những thông điệp của cả Oracle là gì? If you believe a year from now và not the right time có nghĩa là nếu các bạn lựa chọn tụ này mà các bạn có những cái suy nghĩ không biết thế nào về công việc, thì nếu các bạn chưa có việc làm thì các bạn có thể có cái việc làm, và cái công việc làm này nó khoảng 1 năm cho các bạn, và các bạn sẽ khó mà di chuyển khỏi công việc này, mặc dù công việc này có tệ hay có tốt cỡ nào. Nếu mà công việc tốt thì không nói gì, nếu mà công việc tệ thì các bạn cũng không thể nào mà đổi việc được. Và nếu mà các bạn đang làm ăn kinh doanh riêng thì khoảng 1 năm các bạn sẽ có được một cái năm khá là thành công trong công việc của mình, nếu mà bạn tin vào điều đó. Thì not the right time ở đây nó không phải mang ý nghĩa tiêu cực, mà not the right time có nghĩa là not the right time to worry. Những cái điều mà các bạn mong muốn, những cái điều mà các bạn cần thiết, hoặc là các bạn mong muốn đổi việc hay là cái gì gì đó, thì nó không phải là lúc nha các bạn. Nó cũng không phải là lúc cho các bạn đầu tư những cái mới. Tức là cái gì mình đang làm thì mình sẽ phải làm, mình tiếp tục làm, mình continue nó đến khi tận cùng, chứ mình không thể nào mà bắt đầu một cái mới được. Rồi, ok vậy nha, chúng ta sẽ kết thúc tụ 1 ở đây. Bởi vì từ giờ đến Tết thì công việc các bạn cũng không có gì thay đổi hết. Nếu mà chưa có job thì các bạn sẽ có một cái job, và con job này sẽ giúp cho các bạn có một công việc khoảng 1 năm. Các bạn sẽ làm cái job này giống như là sale bán hàng này nọ, hoặc là một cái công việc mà nó liên quan tới những cái thứ mà có thể mang lại tiền cho các bạn đều đặn theo tuần, theo tháng nha, chứ không phải là cái việc mà theo ngày. Công việc không phải là thời vụ nha các bạn. Ok. Oh, sorry các bạn, hôm nay Mr. Harry hơi mỏi miệng. Rồi, chúng ta sẽ có tụ 2 là You will
find what you seek. Các bạn sẽ tìm được những cái gì các bạn đang kiếm nha. Communication clearly. Yes. Helpful people. 4 cấp. 8 cấp. Giáo chủ. 4 cấp, 8 cấp, giáo chủ và 4 cấp lần nữa. Ủa trời ơi, sao hôm nay cái sự mà sự trùng khớp của các cái tụ bài, do các cái bài nó giống nhau liên tục các bạn ơi. Ngộ quá. À 7 cấp nha các bạn, 7 cấp, 4 cấp, 7 cấp, 8 cấp và ủa 4 cấp. Cấp. 4 cấp, 7 cấp và giáo chủ. Chúng ta sorry Mr. Harry hơi chóng mặt hôm nay, do là hôm qua Mr. Harry dầm mưa đó mấy bạn. Các bạn thông cảm nha. Rồi thôi thì chúng ta sẽ tiếp tục cái tụ này nha. Là nó nói là như thế này. Sure là nếu các bạn chưa có việc làm, các bạn lại có việc làm. Và không phải một việc làm như tụ 1, một việc làm cố định, mà các bạn sẽ có rất nhiều việc làm. Thì cái tụ này nó sẽ xoay quanh những cái người mà làm những công việc freelancer nè, những công việc thời vụ nè. Rồi nếu các bạn có cái job thì các bạn đang có job thì các bạn sẽ có một sự lựa chọn qua một cái job khác. Tuy nhiên á, các bạn phải gặp một cái sự khó khăn là các bạn phải cân nhắc rất là kỹ, do là các bạn là những cái người nếu mà chọn tụ này á thì tất nhiên các bạn sẽ gặp được những công việc các bạn mong muốn, nhưng mà các bạn sẽ từ giờ đến cuối năm á, mình sẽ trải qua nhiều cái cung bậc của công việc khác nhau, lúc thăng lúc trầm, khiến cho các bạn cảm thấy là mình không muốn làm gì nữa hết, nhưng mà các bạn cũng không thể nghỉ được. Nó sẽ dồn cái lúc mà các bạn chuẩn bị nghỉ, vì cảm các bạn đưa những cái lý do lý lẽ là công việc này tệ quá, công việc này môi trường tệ quá, sếp tệ quá, hay là đồng nghiệp tệ quá, hay là không được trả lương xứng đáng, thì các người ta lại trả lương cho các bạn một cái phần tăng lên, thì các bạn lại ở lại, rồi các bạn lại than, nhưng các bạn cũng không đi được nha các bạn. Thì nó là như vậy, nhưng các bạn vẫn lựa chọn. Và nhìn chung trên tụ bài này là các bạn có tiền. Communication clearly là nói rằng các bạn hãy nói ra những điều các bạn muốn một cách rõ ràng và trực tiếp. Yes là các bạn sẽ được giúp đỡ bởi những helpful people. Ok, và cái tụ này là một tụ khá là tốt khi mà các bạn mong muốn tìm một công việc mới hoặc là làm những công việc thời vụ. Vậy thì những người đang có công việc thì sao? Những người có công việc thì nó không hiện lên trong này. Nó chỉ hiện lên ở một cái lá duy nhất là các bạn sẽ có được một cái người hướng dẫn tốt cho công việc các bạn và giúp cho các bạn thành công. Rồi, và những cái người mà những cái bạn mà đã chọn cái tụ này mà đang trong cái giai đoạn mà gọi là sao ta? Làm ăn buôn bán á, thì yes, các bạn hãy hợp tác với một người nào đó để các bạn thực hiện cái việc làm ăn buôn bán này, thì nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái những bạn sẽ nhận được những cái dự án mới, những cái dự án mới và những cái hoạt động mới cho cái việc kinh doanh của mình, giúp cho việc kinh doanh của mình phát triển. Tuy nhiên cái này thì nó nói nhiều về cái việc mà phát triển khách hàng và ký hợp đồng hơn là thu hút được lợi nhuận nha các bạn. Thì cái tụ này nó là như vậy. Nó sẽ có nhiều thứ mà chúng ta cần phải xem xét trong 4 tháng cuối năm. Thì do đó các bạn hãy tiếp tục coi những cái clip của Harry Oracle Room trong những tháng tiếp theo để chúng ta coi về chi tiết những chuyện gì xảy ra, tình hình công việc của mình nha. Rồi, đây là tụ mà cuối cùng chúng ta có. There isn't a source in the planet who doesn't have your approval. Có nghĩa là sẽ không có một trái tim nào, linh hồn nào trên thế giới, trên một cái hành tinh nào nếu bạn không chấp nhận nó. Cái lá bài này là quyền lựa chọn nha các bạn. There's something better. You are ready. Within a next few months. Bánh xe định mệnh. Windsor. Năm gậy. Và 6 cúp. Ok, các bạn ơi, nếu mà các bạn lựa chọn tụ này thì thời gian đã điểm rồi các bạn. Nó là thời gian điểm cho tất cả mọi quyết định của mình. Bạn đã sẵn sàng trong một vài tháng nữa, chúng ta sẽ có được một cái gì? Nếu các bạn sẵn sàng chuẩn bị nghỉ việc thì đây là thời gian đã điểm để các bạn phải nghỉ việc, bởi vì duyên các bạn ở công việc này đã tận rồi. Hoặc nếu các bạn đang định hướng một cái công việc mới, một cái môi trường mới, thì các bạn đi, bởi vì thời gian đã đến, không còn gì để thay đổi nữa. Còn nếu như các bạn đang thất nghiệp thì thời gian đã đến để các bạn có được một công việc mới và sẽ có một cái thứ gì đó tốt hơn công việc cũ các bạn rất là nhiều. Nếu như các bạn đang làm công ăn lương thì có lẽ đây là thời gian để các bạn được promote lên. Và nếu như các bạn đang
làm việc một cách chăm chỉ nhưng mà chưa có được reward xứng đáng, thì sắp tới đây thôi, một vài tháng nữa, sếp của các bạn sẽ cho các bạn một cái lời trả lời vì sao các bạn vẫn chưa được tăng lương, hoặc là sẽ promote các bạn lên. Vậy thì tại sao bánh xe định mệnh lại xuất hiện? Bánh xe định mệnh nó nói rằng vận may của các bạn và mọi thứ đã đến, là không phải là vận may không mà thời cơ đã đến. Đây là sự sắp đặt của số mệnh cộng với lại lá bài mà nơi đâu có linh hồn sẽ không có những linh hồn, nơi mà vũ trụ không chấp nhận, bản thân bạn không chấp nhận. Bạn là người quyết định cái chuyện cuối cùng và con đường của bạn đã được mở ra. Bây giờ chỉ cần bạn bước thêm một bước nữa đến cánh cửa đó mà thôi. Rồi, Queen of Swords là lá bài giống như các bạn đang ngồi ở trên một chiếc ghế và các bạn có được những cái quyền lực, và đã đến lúc các bạn trở thành người có quyền lực rồi. Các bạn đã xong rồi cái thời kỳ mà gọi là mông muội dã man, sống trong những cái giai đoạn gọi là thảo mai thúy kiều. Bây giờ đã đến lúc mà các bạn phải bung ra, chém giết bừa bãi để các bạn trở thành hoàng hậu kiếm, một người hoàng hậu mạnh mẽ nhất trong những cái series hoàng hậu mà một thời gian nữa Mr. Harry sẽ làm về chuỗi các series hoàng hậu này nha các bạn. Chúng ta sẽ có Five of Wands. Five of Wands là lá bài của sự mâu thuẫn. Thì nó không phải là lá bài năm kiếm là nói về cái sự mà hỗn độn hoặc là lợi dụng cơ hội, mà nó là phát quan, tức là chúng ta chỉ mâu thuẫn cho cái suy nghĩ của chúng ta thôi. Các bạn sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn nhưng các bạn sẽ có một cái offer. Đây là Six of Cups. Six of Cups là một món quà, một cái điều mà chúng ta mong đợi, hoặc là một cái công việc nó relative cho cái công việc cũ của các bạn, nó gần giống như công việc cũ của các bạn. Thí dụ như là các bạn làm bảo hiểm thì các bạn vẫn sẽ đi bán bảo hiểm. Còn thí dụ như là các bạn bán làm sale thì các bạn vẫn làm sale. Còn các bạn mà làm những cái công việc đã quen với công việc văn phòng hoặc là multitask thì các bạn sẽ làm gần với những công việc mà các bạn mong muốn. Nói chung, thời gian đã đến và đã đến lúc các bạn chuẩn bị bước sang một cái chương mới của cuộc đời. Vậy thì nếu mà các bạn nào lựa chọn tụi bài này thì chúng ta hãy chuẩn bị, một vài tháng nữa chúng ta sẽ ở một công ty mới nha các bạn. Ok, ready. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các clip của Harry Oracle Room về chủ đề công việc. Hãy like, share, subscribe và ai mà thích thì hãy donate. Nhớ không khẩu nghiệp trong clip này, bởi vì đây là tháng cô hồn nha mấy các bạn. Chúng ta hãy tặng cho nhau những cái lời nói ngọt ngào về yêu thương cùng chiếc mệnh xinh xinh. Nếu như các bạn muốn coi về, muốn biết Mr. Harry là ai thì các bạn hãy coi cái clip vừa, cái clip mà cái miệng của Mr. Harry, các bạn sẽ biết Mr. Harry không phải là Madam T. Nên vô đây ai mà comment cảm ơn chị Madam T là lóc. Ok, xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một tuần vui vẻ nha.